Xin chào toàn thể các bác và anh em. Có một cái bác ở Tiền Giang thì có gửi cho em chiếc van số X7. Và trước khi gửi chiếc van số này cho em thì bác này cũng rất là băn khoăn. Không biết là như vậy là gửi cho một người ở xa mà lại làm tại chỗ thì không biết là như vậy là có đạt được cái kết quả tốt hay không. Thì em cũng test qua các cấu hình cũ rồi, nó cũng khó sử dụng bởi vì là cái phần nhạc thì tăng rất nhiều bát, nhiều chép. Và trên cái dòng X hay là nhiều loại van số khác ấy, thì em vẫn chia sẻ các bác anh em ấy là làm nhạc nó cũng ảnh hưởng đến phần mic. Cho nên rằng là em thấy rằng là các cấu hình cũ ấy là tăng cái phần nhạc lên rất nhiều ở cái giải trầm và trung trầm và cái giải chép. Thì em có thể khẳng định với các bác anh em là đối với dòng X ấy, thì từ X3 cho đến X10 và X12 thì các bác anh em gửi đến cho em căn chỉnh hay là các bác anh em của em cũng được một cái chân âm khá hay. Bởi vì trong một cái quá trình nghiên cứu rất nhiều về cái dòng van số đời X thì em cũng làm rất nhiều chế độ để cho các anh em sử dụng. Đối với một người làm tại chỗ mà lại ở xa như em ấy thì em cũng phải nghiên cứu rất nhiều chế độ để cho các anh em sử dụng. Nó có liên quan đến vấn đề âm sắc và vấn đề effect. Thì vấn đề âm sắc ấy thì các bác anh em bổ sung thêm thì nó dễ hơn. Thế còn vấn đề về effect ấy thì bản thân em là cái người mà thợ cài đặt thì cố gắng làm sao làm nên một chất âm effect mà nó tự nhiên, tình cảm chân thật và lại còn dễ hát nữa để cho các anh em dễ sử dụng. Và với 10 chế độ em làm ở trên dòng van số DX ấy thì cũng là tương đối tốt rồi. Thế còn các anh em khi nhận ấy thì sẽ có những cái tùy chỉnh thì các bác anh em cứ tập trung vào cái phần đầu ra. Giả dụ như phần đầu ra này thì thường em để music 120, mic 100 và cái cho là sẽ xê dịch theo từng chế độ. Mỗi một chế độ thì cái tỷ lệ cho ở đầu ra này nó sẽ khác nhau nhé. Thì giả dụ như là cái chế độ sáng tiếng đấy chẳng hạn này, các bác sẽ để ý cái đầu ra này. Ở cái đầu ra này thì là sẽ để ý vào cái phần e cho reverb. Thì là e cho 120 và reverb 36 nhé. Thì với 10 chế độ như thế này thì nó đã có cái sự khác biệt về âm sắc cũng như effect ấy, thì các bác anh em có thể là dễ sử dụng và sẽ tùy chỉnh ở cái phần tỷ lệ đầu ra ở trên cái dòng van số DX thì có lẽ rằng là nó cũng dễ sử dụng thôi. Thì đây là chế độ đầu tiên này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6. Thì với cái tính chất chủ định của em làm thì nó như thế này. Về nhà các bác anh em có thể là hoán đổi nhá. Có thể là tăng e cho một chút và tăng ở trên dòng X ấy thì nó là 2%. Mỗi một lần chúng ta tăng ấy thì nó 2%. Có thể là như vậy là tăng e cho một chút, giảm vì gì vọt một chút, hoặc có thể là tăng gì vọt giảm e cho. Thì đây nó mang chất chủ định này. Thế còn các bác anh em có thể là tùy biến nhá. Giả dụ chế độ số 2 là chế độ dễ hát chẳng hạn này. Ở chế độ dễ hát này thì cái đầu ra về cái phần nhạc, phần mic thì nó vẫn là 120 và 100 thôi. Như các bác thấy rằng là đây là cái chế độ dễ hát thì cái đầu ra ấy thì cái e cho là 130 và cái gì vọt là 36 nhá. 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Đấy là chế độ dễ hát. Các bác thấy rằng là cái đầu ra nó có khác nhau này. Chế độ tối tiếng này. Ở chế độ tối tiếng thì chất âm nó sáng hơn nhá. Sáng hơn ấy thì nó sẽ liên quan đến cả phần music này. Các bác thấy rằng phần music cũng có một cái tần số mà đặt nó về chế độ HS. Khi chúng ta đặt về chế độ HS ấy và chúng ta tăng biên độ lên ấy thì nó là rất là sáng âm nhá. Sáng âm ở phần nhạc. Và phần mic ấy thì cắt thấp thì nó cũng cao hơn so với các chế độ khác nhá. Thế còn phần main thì cái tỷ lệ cho reverb thì là 120:38 này. 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Thì cái cơ bản ấy thì các bác thấy rằng là khi em alo ở trên mic ấy thì nó phải là đúng cái chất giọng của cái người alo, của cái người thử âm. Chứ còn nếu như chúng ta thử âm ấy mà nó không đúng cái giọng của chúng ta thì chúng ta hát cảm thấy chán lắm. Thì ở chế độ này ấy là 130/40 nhá, là chế độ định giọng này. 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Thì đối với em thì một ngày có thể là em cài 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc con số thôi mà. Cho nên có thời gian để mà căn chỉnh cũng như là chia sẻ với các anh em trong cái quá trình vận hành sử dụng.
Đây là chế độ nhiều dị vật này, các bác thấy rằng là 110, 50 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là chế độ nhiều dị vật này. Chế độ dị vật này. Ở chế độ dị vật này là 100% dị vật luôn nhé. Đây là chế độ dị vật. Đây này, chế độ dị vật. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Chế độ này chế độ dị vật này. Và một chế độ nữa là ít vang nhại này. Chế độ số 7. Thì với 10 chế độ như này thì em nghĩ rằng các anh em sử dụng dễ mà. Đây chế độ ít vang nhại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 6, 6, 6. Tiếp đến là chế độ nhiều bát này. Chế độ nhiều bát. Chế độ nhiều bát này thì về cái phần âm sắc cũng như phần effect nó cũng khác một chút nhá. Đây 140 trên 40 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 7, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 6, 6. Chế độ nhiều check này. Chế độ nhiều check này giảm bát ở phần nhạc và tăng giải cao. Giảm bát tăng check mà. Mix cũng thế. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 6, 6. Và một chế độ chống hú nữa này. Thì ở chế độ nhiều check này thì là các bác sẽ thấy được rằng là cái dị vật là 40 trong 130 nhé. Và một chế độ nữa là chống hú này. Chống hú. Thì chắc chắn rằng là bác ở Tiền Giang này khi nhận chiếc vang số X7 này chắc chắn sẽ có một chân khá hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 7, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 6. Thì khi các bác nhận và anh em nhận vang số thì có thể tùy biến nhá. Tùy biến giả dụ như là gọi một chế độ khác ra chẳng hạn. Đây. Sẽ tùy biến ở cái phần đầu ra nhá. Và thay đổi ít thôi. Chứ không phải là thích e cho tăng e cho mà thích gì vật tăng gì vật đâu. Đây là chế độ phổ thông này. Bây giờ là 120 trên 36 nhé. Bây giờ không phải là cái việc mà tăng lên nhiều mà được đâu. Đây 124 này. 1, 2, 6. Theo chủ định của em là để 120. Nhưng bây giờ tăng lên 124 thì chưa được một khác rồi nhé. 1, 2, 6. Thì rõ ràng rằng là khi mà chúng ta tăng lên quá cũng không được. Thế bây giờ là tăng 124 này. Thử giảm dị vật này. 1, 2, 6. Thì rõ ràng rằng có cái sự hoán đổi giữa cho dị vật thì sẽ có một chất âm khá hay nhá. Thì trong cái quá trình mà căn chỉnh vang số đề X rất là nhiều, từ X3 cho đến X10, thì em cũng có những cái nghiên cứu để mà làm các cái chế độ về âm sắc cũng như effect khác nhau. Và ngoài ra thì các anh em sẽ tùy biến ở phần đầu ra về cái tỷ lệ cho dị vật thì sẽ có những chiếc vang số dòng X khá là hay.